Như chúng tôi đã đưa tin, vào chiều 31 tháng 7 vừa qua, một luật sư được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch khi bị chém. Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, nhân dân gia đình, luật sư này đã không qua khỏi. Hiện công an vẫn đang điều tra vụ việc, truy bắt đối tượng gây án. Bên cạnh đó, công an thành phố Hồ Chí Minh cũng phát đi thông báo tìm nhân chứng của vụ việc đau lòng này. Liên quan đến vụ luật sư TVH Sinh năm 1981, quê Châu Thành, Tiền Giang, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bị chém, nạn nhân đã không qua khỏi sau 3 ngày điều trị. Theo thông tin ban đầu, ông Hắc từng là cán bộ công an Tiền Giang, sau đó xuất ngũ hành nghề luật sư và tham gia Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin ban đầu thời điểm bị chém, công an xác định ông Hắc đang lưu thông trên đường song hành xa lộ Hà Nội, sau đó chạy xe máy xuống phía Dạ cầu rạch Triết. Tại hiện trường, công an phát hiện một chiếc xe máy và nhiều vết máu. Phòng PC02 cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là từ 18 giờ 10 phút đến 18 giờ 25 phút. Ngày 31 tháng 7 ở khu vực gần dạ cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Hiện công an đang khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây án, đề nghị người dân di chuyển trên đường song hành xa lộ Hà Nội, đoạn từ trạm thu phí xa lộ Hà Nội đến dạ cầu rạch chiếc hoặc các phương tiện có camera hành trình ghi lại vụ việc thì liên hệ với phòng PC02 công an thành phố Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Nguyễn Thế Hùng, số điện thoại 0905 500 599 để cung cấp thông tin.